con cầu nguyện như do đã dạy con để không? Người nói với các con, khi các con cầu nguyện hãy nói, lạy cha, nguyện xin danh cha cảnh sáng nước cha trị đến. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Và người bảo các ông rằng, nếu ai trong các con có một người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng, anh ơi xin cho tôi vay ba chiếc bạc, vì tôi có anh bạn đi đường để lại nhà tôi mà tôi không có gì tiếp đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp, xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi. Tôi không thể trỗi dậy đến đánh thức được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tiền bạc để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng dậy ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy có thì sẽ mở cho. Vì hãy ăn xin thì được, ai tìm thì gặp, ai có thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó mầm đá lưng, hay nó xin cá lại cho nó con nấm hay bị cá sao, hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác mà còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ cầu xin. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, các bạn trẻ, khác với sự cầu nguyện của các rabbi Do Thái hay những nhà chi tiêu hoặc có kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện, Chúa Giêsu hôm nay hướng dẫn chúng ta có một thái độ cầu nguyện tuyệt vời, không những gặp gỡ Thiên Chúa mà còn ở trong tình trạng mới của sự cầu nguyện. Tình trạng mới đó là một mối tương giao giữa chúng ta và Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện tỏ bày mối tương giao thâm sâu mật thiết với Chúa Cha đến độ cuốn hút sự chú ý của các tông đồ, để hôm nay một trong các ông đã nói với Chúa rằng xin dạy chúng con cầu nguyện. Điều này cho chúng ta thấy lời cầu nguyện có ý nghĩa sâu xa và đưa con người vào trong một tình trạng mới, đó là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha rất lâu giờ, tràn đầy tình con hạt. Ngài không bao giờ bỏ việc cầu nguyện dù có bận đến đâu đi chăng nữa trong hành trình truyền giáo của Ngài. Thường là Ngài rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện những lúc đêm khuya hoặc những lúc sáng sớm. Đó là thời khắc Ngài tiếp xúc thân mật và riêng tư với Chúa Cha và không có tác động nào bên ngoài cắt đứt được mối tương giao mật thiết này. Trạng thái của Ngài khi cầu nguyện đó là một trạng thái vui mừng và hân hoan. Từ đó Thiên Chúa dẫn chúng ta đến với một tư cách mới với Chúa Cha. Điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất là giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời ấy, đó là Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, đấng mà tổ tiên họ rất mừng tôn kính, ngay cả tên gọi mà các ông lúc này cũng không dám. Giống như Việt Nam ngày xưa khi nói đến tên các vua hoặc nói tên cúng cơm của ông bà cha mẹ mình thì sẽ bị coi là phạm quy hoặc là không lịch sự hay hỗn loạn vào thời phong kiến. Thì ra từ đây trở đi, nếu ai liên kết với Đức Giêsu Kitô thì người được gọi Thiên Chúa là Cha và người ấy là con. Đây là tư cách mới trong sự liên kết tương quan với Thiên Chúa. Ngài không còn là một Thiên Chúa đầy uy quyền thống trị trên tít tận trời cao, mà là một người Cha gần gũi chăm sóc và lo lắng cho con cái của mình. Trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, và đó cũng là sự ban phải cho
trọn vẹn khuôn mặt của Thiên Chúa cho con người. Thiên Chúa trở thành người cha thân yêu của tất cả mọi người, và chúng ta là người con có quyền gọi mình người cha của mình, như Abraham đã gọi mình Thiên Chúa những 6 lần, từ con số 50 xuống đến con số 10. Hay trong câu chuyện mà Chúa Giêsu kể lại trong tin mừng Luca, người bạn ấy không dạy vì tình bạn, nhưng dạy vì sự kỳ nghèo và quấy rầy của người kia. Thiên Chúa đến với con người không còn như viên cảnh sát để dò xét soi mói để trừng phạt, mà là yêu thương, tha thứ và cứu độ. Từ đó con người đến với Thiên Chúa không còn e dè sợ sệt, thoải mái bộc bạch với cha mình tất cả những gì liên quan đến mình, từ bên ngoài đến tận thâm sâu. Đó là mối tương quan cha con, tương quan bất khả chia lìa khi chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thánh cha. Và từ đó đòi hỏi chúng ta có sự kiên trì và phó thác. Dù Thiên Chúa biết hết mọi sự, Ngài biết rõ nhu cầu của từng người chúng ta, nhưng Ngài vẫn cần chúng ta lên tiếng cầu nguyện. Là một người cha biết tất cả những gì con cái của mình cần, nhưng người cha ấy vẫn muốn con cái bộc bạch tâm tư nguyện vọng và thổ lộ những thầm kín cho người cha. Điều này cho chúng ta thấy giữa người cha và người con không có sự ngăn cách sợ sệt hay giấu giếm bất kỳ một điều gì, ngay cả sự thầm kín của người con. Hơn nữa, khi chờ đợi người cha thi ân, người con biết kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là cần thiết để người cha nhận ra con mình luôn tín thác, và cũng là phép thử để minh chứng người con luôn tin tưởng ở cha của mình mà không chạy theo một ai khác. Điều này chắc có lẽ và anh em nhớ trẻ, những người đi tham dự thánh lễ chiều nay với tôi, với cộng đoàn, chúng ta đều cảm nhận được khi chúng ta gọi mình với cha mẹ của mình. Dẫu người cha người mẹ, chúng ta biết nhu cầu, các ngài biết nhu cầu của chúng ta đây, nhưng chúng ta vẫn mở miệng để chúng ta xin. Và có thể xin 1 lần, 2 lần, 3 lần, không phải là bố mẹ mình không cho, nhưng là để luôn cho chúng ta tin thác và kiên nhẫn, để biết rằng cha mẹ của chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của con cái. Như thế, cầu nguyện không phải là làm cho Thiên Chúa thay đổi, nhưng là xin Thiên Chúa thay đổi chúng ta, để chúng ta luôn sống là người con thảo của người và kiên nhẫn trong đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là biến Thiên Chúa trở thành dụng cụ và con rối trong tay chúng ta, để chúng ta bắt Thiên Chúa phải làm theo ý của mình, nhưng là sẵn sàng tuân theo ý Chúa, theo kế hoạch cứu rỗi của người. Tôi mời gọi và anh chị em hãy kiên trì và phó thác trong cầu nguyện, để thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa sẽ làm trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ mất tất cả. Chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không được Thiên Chúa chúc lành và đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết liên hệ cầu nguyện hàng ngày. Amen. Tôi tin kinh một thiên